anh còn 2 tháng ở phòng tập thôi đấy nhá. Mà chỗ này đắt cắt cổ, nên mình chỉ tập thêm 2 tháng nữa thôi đấy nhá. Xong đi tìm chỗ khác tập cho nó rẻ. Ok anh nha. Không biết nó có nhớ thật không đấy. Dạ em. Anh ơi, cho em về giống nhà em ra ngoài gói tập với. Được rồi, anh em sẽ bàn vào cho anh kể. Em muốn 5 ký gói nào? Ừ, đợi anh ý dặn mình cái gì ấy nhở. À, sắp tới có vẻ em chuyển công tác ở chỗ khác, nên là cho em đăng ký trước gói 6 tháng nhé anh. Cái quần què gì chạy. Ok em, đợi anh ra lại hợp đồng nhé. Ủa, vậy rồi em định 4 tháng tới tập một mình hả? Ờ, em quên mất. Để em bảo lại anh ý. Bảo mà, anh cậu còn 2 tháng nữa, em có muốn gia hạn luật không? Vâng, cho em đăng ký gói 4 tháng cho dấu của em anh nhé. What the hell? Nhất trí của anh em. Tối nay sẽ cho biết thế nào một đêm không ngủ.